Dạ vâng, cửa hàng âm thanh 7917 xin kính chào toàn thể các bác. Thì trước mặt các bác đây là một lô mic tuyệt đẹp đến từ thương hiệu ST các bác nha. Giữa cái thời điểm mà đang cấm pin như thế này thì rất là may mắn bên em đã về cho các bác một lô mic. Thực sự là mic rất là đẹp, đây là mic tuyến chọn các bác nha. Đấy, thì các bác có thể thấy trước mặt các bác đây, đây là một cái lô này thì bọn em đã đặt hàng từ cách đây khá là lâu. Và cái việc hàng về đến đây cũng khá là chậm. Các bác biết rồi, cái thời điểm cấm pin mà tất cả những mặt hàng gần như là không có hàng. Đấy thì rất là may thì cái lô mic ST này thì nó thuộc dạng những cái mặt hàng mà nó có khối lượng và kích thước nó bé, thế nên nó đã được về thông quan nhanh hơn so với những cái mặt hàng khác. Đấy thì hiện tại thì bên em chỉ có tầm hơn chục bộ, tính đúng đây thì tầm 15 bộ mic ST mã model UK888. Đấy, đây là những bộ mic mà đã được tuyển chọn các bác nhá. Không như những cái lần trước thì của năm 2021 thì bên em hay nhập cả lô, và nhập cả lô thì sẽ có những bộ mic nó xấu nó ấy thì sẽ có đa dạng những cái mẫu mic hơn. Tuy nhiên thì với cái mic ST UK388 như thế này thì 15 bộ này thì đều là 15 bộ tuyển chọn, với kể cả cái đầu thu, với kể cả những tay mic. Đấy. Thì nói thêm về cái dòng mic ST UK388 này thì nó vẫn là thuộc một cái phân khúc mà bên em hay làm nhất, đó chính là những bộ mic với những tính năng hỗ trợ cho những bác có những cái giọng hát yếu các bạn nhé. Để chúng mà các bác đây thì các bác sẽ thấy đây thì cái đầu thu của nó sẽ là mặt là một cái này là màu vàng đồng các bạn nhé. Cái này không phải là màu vàng gold giống như là hát audio thì hoặc là những cái màu đen, màu xám hoặc màu trắng sữa như là VIP 309, màu xám ghi như là Singer. Đấy, thì cái dòng này thì nó sẽ là đồng màu kể cả từ cái đầu thu và kể cả cái tay mic luôn. Các bác sẽ thấy đây với cái model UK888, đây là một số những cái mã model đời cao của cái thương hiệu ST này. ST có nghĩa là Sito Audio các bác nhá. Đây là một thương hiệu tới từ nước Đức dành cho những bác nào mà chưa biết về ST. Mic ST thì bọn em đã làm rất là nhiều lần. Và cái những cái dòng mic ST mà sau khi về cửa hàng ạ thì đa phần bán hàng rất là nhanh, rất là nhạy, thuộc cái phân khúc hỗ trợ những bác có giọng hát yếu. Có thể tổng quan về cái lô mic ST UK388. Thứ nhất là về đầu thu. Các bác sẽ thấy đây thì mặt phay phía trước nó mặt phay nhôm màu vàng đồng. Ngoài ra thì nó sẽ có hai màn hình hiển thị. Những cái dòng mic khác thì thường nó chỉ có một màn hình hiển thị cho cả hai tay mic thôi. Tuy nhiên thì dòng này thì nó sẽ chia thành hai màn hình, với hai màn hình hiển thị riêng biệt cho từng kênh, kênh A và kênh B. Ngoài ra chỉ là hai cái chip áp để tăng giảm cái phần volume, âm lượng. Đấy. Thì mỗi kênh thì nó sẽ cho các bác một cái mắt IR này. Thì khi mà các bác dò sóng thì các bác dò từng tay thì các bác sẽ sử dụng từng mắt IR này các bác nhá. Đây không phải là một cái mắt IR chung. Ví dụ các bác dò kênh A thì các bác sẽ sử dụng mắt này, mà kênh B thì các bác sử dụng mắt này. Ngoài ra là nút set và những cái nút là tăng giảm cái tần số. Đấy. Về phần mặt sau, mặt sau thì cũng giống như những cái dòng mic gia đình, những cái đầu thu thì nó chỉ là những cái tính năng như vậy thôi. Các bác sẽ thấy đây là hai cái anten dạng dài, và anten này là dạng anten đây anten đây các bác này, anten vặn này các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ là hai cái lỗ Canon để các bác mà kết nối với những cái sản phẩm khác, ví dụ như lọc bãi này, ví dụ như bàn mixer, hoặc là bác nào nếu như mà muốn dùng mà hai mic riêng biệt, cài hai cái giọng tông giọng khác nhau thì các bác có thể dùng hai cái dây Canon để cài vào để kết nối, thay vì là một cái dây 6 ly ở giữa như này. Đấy, đấy là trong cái trường hợp là các bác muốn dùng hai tay mic với hai cái tông giọng khác nhau thì các bác sử dụng nhá. Còn không thì các bác sẽ sử dụng một cái dây 6 ly này chung cho hai mic AB, kết nối thẳng từ dây 6 ly này xuống với lại cái là cả những cái sản phẩm tiếp theo, ví dụ như là vang bãi, vang cơ hoặc là bàn mixer. Đấy. Về phần mặt trước thì em nghĩ là các bác không phải chê về cái điểm gì đối với dòng ST-3.8 này rồi. ST-3.8 này lần trước sẽ là ST-99, lần này sẽ là ST-UK-3.8, là còn đời cao hơn so với dòng ST-99 lần trước, đúng không ạ? Đấy. Về phần tay mic thì như em đã giới thiệu của bác từ cái đoạn đầu video thì với mic UK-3.8 đây là tất cả 15 bộ đều là 15 bộ tuyển chọn với những tay mic đẹp, zin từng con ốc với cái độ đẹp của một cái tay mic lên đến 99%. Ở đây thì các bác sẽ thấy là khi mà cái lô mic này á, vì là mic tuyển chọn, các bác lưu ý nhá, nhớ với em là mic tuyển chọn, cho nên nó sẽ không phải là một đời côn mà nó sẽ là rất là nhiều đời côn. Và những cái màu côn và những cái đời côn này thì các bác sẽ thấy những cái độ quen thuộc, đó là những cái dòng côn của giống như là mic Beyer về đây, mic M30, M1, M30 rồi những cái dòng ví dụ như 780, 790 thì nó sẽ đều sử dụng những cái phần côn như thế này thôi. Đấy, các bác sẽ thấy đây là sẽ côn màu vàng này, côn màu sóng ghi, côn màu xanh cũng như là côn màu da cam, rất là nhiều cái đời côn. Thì các bác mà thích cái màu côn như thế nào thì các bác có thể là trong cái lúc mà đặt hàng thì các bác nối rõ luôn cho em, để tránh cái trường hợp là
Ví dụ như là đến hàng đến nơi thì các bác lại chê cái màu côn này nó xấu thế này kia thì nó cũng không hay lắm. Đấy, cái trường hợp này thì em đã gặp gặp ít nhất là một vài lần rồi, cho nên không phải là những cái mới mẻ gì cả. Tuy nhiên thì khi mà bán hàng thì vẫn phải báo cho các bác thật kỹ trước khi mà các bác đặt hàng, để tránh những cái hiểu nhầm và những cái lý do mà từ chối hàng, bom hàng nó không đáng có. Đấy. Thứ hai là các bác lưu ý thì những cái đời côn này thì đều là những đời côn xịn nha các bác nhá. Những côn xịn nó chỉ khác nhau một cái màu sắc thôi, còn chất âm nó thì như nhau. Nên là các bác có thể là lấy màu sắc nào cũng được, chứ không nhất thiết phải là, ví dụ như không nhất thiết phải lấy màu đen, không nhất thiết phải lấy màu côn vàng. Cái điều đó thì cũng bình thường thôi. Đấy. Với thứ hai nữa thì với những cái dòng mic như thế này á thì bao giờ các bác là lại pin nó sẽ không gãy nhá. Dòng này thì lại pin sẽ không gãy, và khi mà cái lại pin này không gãy á thì nó sẽ ôm trọn gần như là với những cái pin mà các bác lắp vào đây á, thì nó sẽ không có tình trạng bị lỏng pin, từ đó là dẫn đến tình trạng là nhiều khi nó sẽ xoạt xoạt hoặc là cái ảnh hưởng đến cái độ hoạt động ổn định của cái tai mic như thế này. Đấy, và đây là dòng mic vị xanh các bác nhá. Xin lưu ý lại các bác một lần nữa thì với những cái dòng mic ví dụ của dòng ST này, UK38 này, thì là những dòng mic mà hỗ trợ cho những bác nào mà có giọng hát yếu, nội lực kém. Các bác nào đang cần một bộ mic mà nó nhẹ, nó dễ hát, nó bay tiếng, hát gia đình không cảm giác mệt mỏi, thì các bác có thể là sử dụng với những dòng mic như thế này. Điều đặc biệt hơn nữa thì với những dòng như thế này thì các bác hát ở mức âm lượng nó lớn lớn một chút thì nó sẽ không có hiện tượng bị vỡ hay là bị quặn tiếng các bác nhé. Đấy, thì số lượng với 15 bộ tuyển chọn như thế này thôi thì em nghĩ là cái lượng hàng thì nó không phải đáp ứng đủ những cái nhu cầu của tất cả các bác đâu. Cho nên bác nào có thể liên hệ trước thì có thể gọi cho em nhá, thì em sẽ ưu tiên để lại hàng cho tất cả các bác. Đấy, thì hiện tại có lẽ là cái mức cái điều quan tâm nhất của tất cả các bác thì lâu nay thì cái hàng nó không có về, và các bác cũng em nghĩ là các bác cũng không mong chờ là sau khi mà người ta mở pin thì cái giá nó sẽ giảm đi đâu. Vì đợt này là tiền chung nó lên là một này, cước vận chuyển nó cũng sẽ lên. Đấy, sau khi mà càng mở pin càng về càng nhiều thì giá vẫn càng tăng lên thôi, đó là cái điều chắc chắn. Trong cái thời điểm bây giờ thì bên em thì hiện tại thì vẫn đang để cho các bác một cái mức giá giống như những lần trước, có nghĩa là tiền cước tăng, tiền hàng tăng, nhưng mà vẫn ưu đãi cho các bác một cái mức giá giống như những ngày xưa, đó chính là 2.500.000 đồng một bộ các bác nhé. 2.500.000 đồng một bộ thì đã bao gồm đầy đủ cho các bác những cái phụ kiện đi kèm, trong đó có anten này, dây nguồn này, dây sau ly, chống lăn. Đấy, tất cả những cái thiết bị này thì các bác chỉ cần như vậy thôi để sử dụng thôi. Đấy, được chưa các bác? Bác nào có nhu cầu về những dòng mic mà cô mang cái tính chất như thế này thì các bác liên hệ cho em nhé. Đảm bảo các bác là mic đẹp, kể cả đầu thu, kể cả tai mic thì đang đẹp tới tận 99%. Đấy, số lượng rất là có hạn. Xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo của Âm Thanh Vã 1977. Xin chào toàn thể các bác.